cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu, nguyện, lực trí, ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết bố thí ba la mật đa không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết tịnh giới cho đến trí ba la mật đa không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học bố thí cho đến trí ba la La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa biết như thật bậc cực hỉ không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học bậc cực hỉ cho đến bậc pháp vân cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết bốn niệm trụ không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi

Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật biết bốn tịnh lự không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc